Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm ngày 17 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban chỉ đạo về xây dựng và phát triển vùng Tây của tỉnh họp phiên thứ nhất để thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và chương trình công tác của ban chỉ đạo. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Một những điều trông thấy có phóng sự giải phóng mặt bằng quốc lộ 40B, hơn 10 năm triển khai đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Ban chỉ đạo về xây dựng và phát triển vùng Tây tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thứ nhất để thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và chương trình công tác của Ban chỉ đạo. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chủ trì phiên họp. Tại phiên họp ngày 1 tháng 3 năm 2022, Ban chỉ đạo về xây dựng và phát triển vùng Tây tỉnh Quảng Nam thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo. Theo đó, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoạt động của Ban chỉ đạo, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo. Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm phó trưởng ban. Nhiệm vụ chính của ban chỉ đạo gồm định hướng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách và thực hiện nhiệm vụ liên quan đến xây dựng và phát triển vùng Tây của tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế chính sách xây dựng và phát triển vùng Tây của tỉnh theo quy định, quyết định chương trình, kế hoạch, đồng thời kiểm tra và báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ đột xuất về tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển vùng Tây theo nghị quyết số 12 ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư khóa 22 về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, kiêm Phó trưởng ban chỉ đạo, buổi làm việc tiếp tục góp ý vào quy chế làm việc của ban chỉ đạo, tổ giúp việc. Theo chương trình công tác, thời gian đến, ban chỉ đạo về xây dựng và phát triển vùng Tây tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách tổng hợp phát triển miền núi, chỉ đạo thực hiện các dự án quan trọng phát triển vùng Tây và một số nhiệm vụ khác đảm bảo phát triển tổng thể kinh tế xã hội khu vực miền núi của tỉnh Quảng Nam. Sáng nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1981, quê quán tỉnh Hà Nam, Phó Cục trưởng, Thư ký Thứ trưởng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đề nghị trên cương vị mới, Trung tá Nguyễn Văn Tuấn cần tiếp tục phát huy năng lực bản thân, nghiên cứu tìm hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán đa dạng phong phú của con người xứ Quảng, đồng thời nhanh chóng nghiên cứu, nắm bắt tình hình địa bàn, lĩnh vực chuyên môn để cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu đắc lực với cấp ủy chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, hiện nay số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng có xu hướng gia tăng nhanh, nên số ca bệnh nặng và tử vong cũng tăng. Để đảm bảo công tác quản lý F0 điều trị tại nhà tốt, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp trực tuyến với 18 điểm cầu trên địa bàn Quảng Nam để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 16 tháng 3 năm 2022, toàn tỉnh ghi nhận hơn 32.600 ca bệnh COVID-19. Theo nhận định của ngành y tế, các ca mắc COVID-19 cao nhất tại một số địa phương như Điện Bàn hơn 5.300 ca, Thăng Bình hơn 3.800 ca, Hội An hơn 3.700 ca. Số ca mắc thấp nhất tại các huyện miền núi Tây Giang, Nam Trà My. Về công tác triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, toàn tỉnh có hơn 1,1 triệu người được tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 100% số người cần tiêm, số người đã tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ 55,2%. Công tác tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, mũi 1 đạt tỷ lệ 99,3%. Hiện nay, số vaccine trong tháng 3 còn tồn hơn 187.500 liều cũ và 124.800 liều mới được cấp. Tại buổi làm việc,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Sở Y tế cần tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhanh hơn nữa. Trung tâm y tế các huyện, thị cần tăng cường quản lý F0 tại nhà và được thanh toán chế độ chính sách, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, nhất là giám sát, phát hiện sớm, điều trị, giảm bệnh nặng, tử vong. Sở Tài chính cần có văn bản hướng dẫn cụ thể đến các địa phương để mua sắm khẩn cấp một số trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là các cơ sở điều trị tầng 2 và 3. Sở Giáo dục Đào tạo cần kiện toàn trang thiết bị để đảm bảo công tác dạy học, tổ chức dạy và học, kết thúc chương trình vào đúng ngày 31 tháng 5 tới. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị về Ban tổ chức năm du lịch quốc gia 2022, thông báo thể lệ giải báo chí và ký kết tài trợ năm du lịch quốc gia 2022. Giải thưởng báo chí năm du lịch quốc gia 2022 được tổ chức trên phạm vi cả nước, xuyên suốt trong cả năm 2022 và trao giải vào cuối tháng 12 năm 2022. Giải thưởng báo chí gồm 5 thể loại: báo in, báo hình, báo nói, báo ảnh và báo điện tử. Tác phẩm tham dự giải phải có nội dung quảng bá, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm du lịch quốc gia tại Quảng Nam, giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa, di sản và con người Quảng Nam, tuyên truyền phản ánh những nỗ lực của tỉnh Quảng Nam và ngành du lịch tỉnh trong công tác thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh COVID-19 nhằm phục hồi và phát triển du lịch trong giai đoạn mới. Các tác phẩm tham dự giải được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Mục đích nhằm tuyên truyền quảng bá đến nhân dân và du khách về các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, Năm Du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh chính thức khai mạc vào tối ngày 26 tháng 3 tại đảo Ký ức Hội An. Lễ bế mạc và chào năm mới 2023 tổ chức tại khu vui chơi VinWonder Nam Hội An vào cuối tháng 12 năm 2022. Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức tiến hành ký kết hợp tác với các nhà tài trợ, cũng như mong muốn tìm kiếm thêm những nhà tài trợ có tiềm năng cho công tác tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2022. Thưa quý vị, thành phố Hội An triển khai lắp đặt những ngôi nhà xanh dùng để chứa các loại rác thải nhựa có thể tái chế ở 54 thôn khối phố. Những ngôi nhà xanh mang thông điệp lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, xây dựng thành phố du lịch xanh. Chủ hoạt động vì môi trường mà Hội Phụ nữ thành phố Hội An đang thực hiện đã nhân lên hành động đẹp vì cộng đồng. Ngôi nhà xanh do chi hội phụ nữ khối Xuân Thuận đặt tại nhà văn hóa được 3 tháng và chỉ chừng ấy thời gian, nhà xanh tiếp nhận được rất nhiều rác thải nhựa đã được phân loại như vỏ lon, chai nhựa, giấy, bao bì. Những phế liệu này tiếp tục được chị em hội viên phân loại và bán cho các nhà máy tái chế. Số tiền thu được từ rác nhựa của nhà xanh, chi hội phụ nữ khối Xuân Thuận mua bảo hiểm tặng phụ nữ và hỗ trợ hội viên khó khăn. Từ khi nhận các ngôi nhà xanh mà để thu gom rác thải xanh, lan tỏa được cho tinh thần chị em phụ nữ thu gom những cái rác thải tái chế để tập trung về một nơi tại ngôi nhà xanh. Hiện nay, Hội Phụ nữ thành phố Hội An đang lắp đặt những ngôi nhà màu xanh thân thiện môi trường tại các khối phố, các khu dân cư đông đúc và điểm du lịch. Cùng với đó, Hội Phụ nữ thành phố tổ chức tuyên truyền, chú trọng vào phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần. Từ đó đã tạo ra vòng đời cho rác có giá trị thấp, từ việc phân loại đến tái chế, ra thành các sản phẩm có giá trị sử dụng trong cuộc sống, vừa tạo ý thức cho người dân, hình thành thói quen trong việc phân loại rác thải hàng ngày. Chúng tôi trang bị cho 54 cái chi hội phụ nữ thôn khối phố là 54 ngôi nhà xanh, là một bước phát triển hơn của các mô hình đã hoạt động từ nhiều năm nay. Mục đích cuối cùng của chúng tôi là trong cái việc phân loại rác tại nguồn, đặc biệt là cái loại rác túi ni lông cũng như là rác thải nhựa dùng một lần. Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh Green Hub và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN đã hỗ trợ nhiều ngôi nhà xanh cho các chi hội phụ nữ và các thùng rác làm từ nhựa tái chế cho các cơ quan hành chính của thành phố Hội An. Hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả phân loại, thu gom rác nhựa và rác giá trị thấp, kết nối chuỗi với nhà máy tái chế, tạo ra một vòng đời mới cho rác ở thành phố du lịch này.
Mong muốn của chúng tôi rằng là để chủ yếu là để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa ra đại dương. Chúng tôi hy vọng rằng các chị em phụ nữ quan tâm hơn nhiều đến cái loại rác mà đang bị không được thu gom, không được tái chế. Ví dụ như là bao bì, gói, túi ni lông hay là ống hút vân vân, hoặc những hộp xốp. Nhà xanh và thùng rác tái chế góp phần hỗ trợ tốt hơn công tác thu gom rác và là mắt xích quan trọng thúc đẩy tái chế. Hoạt động này góp phần xây dựng thành phố du lịch xanh từ hành động xanh của người dân và du khách. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự và các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn sáng nay đã đi khảo sát kiểm tra tại huyện Nam Trà My về việc chuẩn bị thực hiện Nghị quyết 88 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025. Sau khi đi khảo sát thực tế tại trung tâm y tế và nghe các ý kiến đề xuất của huyện Nam Trà My, trong đó tổng mức đầu tư mà huyện Nam Trà My cần của cả giai đoạn để thực hiện Nghị quyết 88 hơn 487 tỷ đồng, trong đó năm 2022 trên 61 tỷ đồng. Nguồn vốn này thực hiện 10 dự án thành phần, trong đó đầu tư về hạ tầng giao thông, tái định cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu, đầu tư giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị của huyện Nam Trà My, từ dự thảo báo cáo, khái toán công trình, chi tiết những danh mục cấp thiết cần đầu tư. Huyện Nam Trà My cần xác định đúng tinh thần đầu tư của Nghị quyết 88 của Quốc hội, tính toán danh mục đầu tư phù hợp quy hoạch đã xây dựng, tập trung khai thác gắn với việc đầu tư mang tính liên kết vùng, thôn, xã, tạo sự phát triển, và đầu tư đó cần xác định cụ thể khai thác lợi thế. Mục tiêu cuối cùng làm sao để nguồn lực đầu tư của trung ương của tỉnh sẽ tạo động lực, điều kiện để huyện Nam Trà My vượt lên phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn cùng các thành viên tổ thẩm định của tỉnh đã thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của huyện Nam Trà My. Huyện Nam Trà My có số biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao là 100 người, hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ là 6 lao động. Tuy nhiên, số người làm việc đến thời điểm này là 65 biên chế và 6 hợp đồng. Theo quyết định 2804 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My được phê duyệt 76 vị trí việc làm, gồm 12 vị trí lãnh đạo quản lý, 51 vị trí chuyên môn nghiệp vụ, 13 vị trí hỗ trợ phục vụ. Trên cơ sở vị trí việc làm, Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My xác định biên chế và số lượng người làm việc ổn định giai đoạn 2022-2025 gồm có 95 biên chế công chức và 9 hợp đồng theo Nghị định 68. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị huyện Nam Trà My căn cứ vào các nghị định của Chính phủ tỉnh về phê duyệt vị trí việc làm, tuân thủ theo chủ trương định biên chung cũng như phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là khi Nam Trà My đang thụ hưởng nhiều chương trình mục tiêu rất cần vị trí việc làm tương ứng phù hợp. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đã chủ trì buổi làm việc để nghe Tổng công ty Điện lực miền Trung EVN-CPC báo cáo tình hình triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh và giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án này. Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, trong những năm qua, EVN-CPC đã huy động nguồn vốn từ nhiều tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đầu tư nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Giai đoạn 2021-2025, EVN-CPC dự kiến sẽ huy động khoảng trên 3.700 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa hệ thống điện trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án đường dây 110 kV Tam Thăng - Hiêu Sung. Tuy nhiên, một số dự án đang gặp các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ. Riêng đối với dự án đường dây 110 kV Tam Thăng - Hiêu Sung, hiện mới triển khai lựa chọn nhà thầu xây lắp. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu, để giải quyết vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ dự án, địa phương liên quan phải thường xuyên phối hợp xử lý từng vụ việc cụ thể. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cũng đã chỉ đạo văn phòng ủy ban thành lập nhóm Zalo riêng cho các thành viên liên quan đến dự án để báo cáo xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án, đảm bảo nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai đến thăm trao tặng phương tiện phòng hộ và vật tư y tế cho cơ sở điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đặt tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng và An ninh. Phương tiện phòng hộ và vật tư y tế được trao gồm 200 bộ đồ bảo hộ, 350 bộ kit test, 14 thùng nước muối sinh lý. Tổng giá trị lô vật tư y tế trên gần 47 triệu đồng. Đây là một trong những cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thể nhẹ thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Hiện nay, cơ sở này đang điều trị cho gần 140 bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ.
Được biết sau 2 tháng thu dung điều trị, cơ sở này đã điều trị cho gần 700 bệnh nhân. Số phương tiện phòng hộ và vật tư y tế thiết bị phục vụ điều trị COVID-19 được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai hỗ trợ lần này giúp lực lượng y, bác sĩ, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây thực hiện tốt hơn nữa việc chăm sóc điều trị bệnh nhân. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, Hợp tác xã Nông nghiệp và Kinh doanh Dịch vụ Cát Trắng tổ chức tập huấn kỹ thuật chế biến nước mắm truyền thống ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời kết hợp hệ thống gia nhiệt bổ sung và nấu đảo tự động cho các hộ dân tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ. Hệ thống thu nhiệt từ năng lượng mặt trời kết hợp nấu đảo tự động có tác dụng gia nhiệt và gia tăng diện tích tiếp xúc nhờ việc nấu đảo cho bể chợp, thay thế công đoạn nấu đảo và giang phơi, giúp tác mạnh mẽ cho quá trình lên men triệt để hơn, nhanh hơn, hạn chế tổn thất đạm và hiện tượng bay hơi nước mắm. Vì vậy, nâng cao chất lượng và sản phẩm thu hồi của nước mắm, tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao yếu tố vệ sinh và an toàn thực phẩm. Hiện xã biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ có khoảng 40 hộ còn làm nước mắm truyền thống, trong đó có 12 hộ tham gia hợp tác xã mắm truyền thống Tam Thanh. Sản phẩm nước mắm truyền thống của Hợp tác xã nước mắm Tam Thanh đã được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao OCOP tỉnh Quảng Nam năm 2019. Thưa quý vị, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 40B đầu tuyến do Ban Quản lý Dự án 5 Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư có chiều dài gần 11 km qua địa phận Tam Kỳ và Phú Ninh. Hơn 10 năm triển khai thi công, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành, gây bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân do vướng giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại cho dân. Gia đình ông Lương Đồng ở xã Tam Thái, huyện Phú Ninh có diện tích bị ảnh hưởng 150m² đất, bao gồm tường rào, cổng ngõ, cây cối và vật kiến trúc. Năm 2013, hộ ông Đồng đã được Ban Quản lý Dự án đường cao tốc làm trạm thu phí, đã bồi thường gần 30 triệu đồng, nhưng không hiểu vì lý do gì, đến nay hơn 10 năm, dự án vẫn dậm chân tại chỗ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân dọc tuyến quốc lộ 40B. Dự án này thành là dự án treo, không hoàn thành, rồi làm cho người dân rất bức xúc. Những khi thời tiết mưa gió bổ lũ là nước tràn vào nhà, làm ảnh hưởng hư hỏng đồ đạc, điện máy, điện tử rất là nhiều. Được biết, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 40B đầu tuyến do Ban Quản lý Dự án 5 Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, có chiều dài gần 11 km, điểm đầu tại km 1 cộng 770, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ và điểm cuối km 13 cộng 765, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh. Qua hơn 10 năm triển khai dự án đã bàn giao được 8 km với kinh phí bồi thường hơn 40 tỷ đồng. Hiện nay vẫn còn 2,6 km do vướng mặt bằng chưa bàn giao cho nhà thầu. Hiện tại, đoạn qua Tam Kỳ còn 2 hộ và Phú Ninh còn 12 hộ, chưa bàn giao mặt bằng. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Tam Kỳ và Phú Ninh tìm hướng giải quyết dứt điểm để bàn giao mặt bằng ngay trong tháng 3 này. Trong giai đoạn mà thi công mới này, tôi yêu cầu thứ nhất là ban giải tỏa đền bù hỗ trợ tăng thêm cái giá và đền bù vì cái hồi năm 2024 quá thấp. Rồi cái thứ hai nữa là hỗ trợ cho nhân dân, cho những người mà bị trong cái diện giải tỏa đền bù là hỗ trợ về ảnh hưởng cái sự là kinh doanh giao thương của những hộ dân mà nằm trong vùng quy hoạch. Huyện thì sẽ công kết là trách nhiệm là những cái vấn đề mà dân khiếu nại kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện thì huyện sẽ tập trung giải quyết. Và hiện nay chúng ta cũng đã giải quyết một số trường hợp rồi. Đối với cái nút vô cầu tóc á, cái này thì cầu ba cái trường hợp giữa dân là từ cái nguồn của cầu tóc và coi như 11 cái trường hợp mới. Tại cuộc họp với các ngành, các địa phương vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang đề nghị thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh phối hợp với Ban Quản lý Dự án 5 có mời tham gia của các tổ chức chính trị xã hội và công an địa phương tuyên truyền vận động, giải thích để nhân dân đồng thuận chủ trương, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại cho dân, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, nhanh chóng thi công, hoàn thành dự án. Những hộ dân nào tiếp tục cố tình chây ì làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, địa phương triển khai phương án bảo vệ thi công, thậm chí cưỡng chế đối với những hộ cố tình cản trở thi công. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ứng vốn cho Tam Kỳ và Phú Ninh đáp ứng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi trả tiền cho dân bị ảnh hưởng ngay trong tháng 3 này.
Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.